Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày. Showbiz Hoa ngữ gần đây xuất hiện rất nhiều những tên tuổi đại diện cho thế hệ mới đầy tài năng của làng giải trí. Và ngay sau đây hãy cùng Top Sao Hoa điểm qua năm mỹ nhân thế hệ mới tài năng của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2020. Thứ nhất, Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư trở thành ngôi sao sáng giá của dòng phim chiếu mạng nhờ vai diễn Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn. Mỹ nhân có khuôn mặt to tròn, biểu cảm phong phú và diễn xuất tốt, dạng vai nhí nhảnh và hoạt bát. Cô kết đôi ăn ý cùng mỹ nam Đinh Vũ Hề và đã giúp cho bộ phim đạt lượt xem khủng trong thời gian phát sóng. Dù không có vẻ đẹp sắc sảo thuộc kiểu nữ thần, Triệu Lộ Tư đem đến cho người xem một cảm giác dễ chịu và thân thiết, mang khí chất thanh xuân. Sự thành công giúp Triệu Lộ Tư được chú ý và được dự đoán trở thành Triệu Lệ Dĩnh thứ hai. Vẻ đẹp ngọt ngào giúp nữ diễn viên sinh năm 1998 luôn thu hút mọi ánh nhìn và trở thành gương mặt quảng cáo được săn đón và nhận nhiều lời mời đóng phim. Sắp tới đây, cô sẽ gia nhập đoàn làm phim Quốc Tử Giám, dự kiến khởi quay vào tháng 10. Thứ hai, Viên Băng Nghiên. Mùa hè 2020, Lily Mỹ Nhân Sát chính là tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ nội dung ngược tâm và phản ứng hóa học của hai diễn viên chính là Viên Băng Nghiên và Thành Nghị. Từ một diễn viên ít tên tuổi, Viên Băng Nghiên vụt sáng trở thành nữ thần của dòng phim tiên hiệp. Nét đẹp nhẹ nhàng trong trẻo của Viên Băng Nghiên rất phù hợp với dòng phim cổ trang. Nhiều ý kiến cho rằng ngôi sao sinh năm 1992 có phần nhạt nhòa và kém lung linh trong Lily Mỹ Nhân Sát. Mặc dù vậy, với sức hút của phim, Viên Băng Nghiên đang là cái tên được săn đón. Viên Băng Nghiên tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, từng tham gia nhiều phim điện ảnh, nhưng từ khi chuyển sang dòng phim chiếu mạng mới thực sự nổi tiếng. Tuy nhiên gần đây ngôi sao gặp nhiều tranh cãi vì bị tố diễn xuất tệ, thái độ vô trách nhiệm khi làm việc. Thứ ba, Đàm Tùng Vận. 2020 là một năm vô cùng thành công đối với Đàm Tùng Vận khi có hai bộ phim lên sóng đều rất ăn khách là Cẩm Y Chi Hạ và Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Nữ diễn viên được yêu thích bởi khuôn mặt tròn, nét đáng yêu tự nhiên và diễn xuất chân thật, chịu khó thay đổi dạng vai diễn. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990 nhưng khuôn mặt vẫn có thể đóng vai học sinh và sinh viên. Gương mặt hay tuổi, kinh nghiệm diễn xuất và khả năng phối hợp với bạn diễn giúp Tùng Vận trở thành ngôi sao đạt chỉ số rating cao. Ngoài ra thì nữ diễn viên được lòng khán giả vì chăm chỉ đóng phim, cuộc sống không hề scandal, hình tượng trong sáng và thuần khiết. Thứ tư, Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân là trường hợp đặc biệt vì nổi tiếng nhờ vai phụ trong phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Cô gần như diễn lại chính bản thân trên phim, thể hiện xuất sắc vai mẫn mẫn, nhí nhảnh và tươi vui. Tiếp đó thì Ngô Thư Hân tham gia show truyền hình Thanh Xuân Có Bạn và nhờ đó cô nàng sở hữu một lượng fan hùng hậu và hứa hẹn trở thành nàng hoa đán mới của màn ảnh Hoa ngữ. Thứ năm, Trương Dư Hi. Trương Dư Hi là cái tên vụt sáng trong năm 2020 nhờ các bộ phim Uẩn Sắc Quá Nồng và Lily Mỹ Nhân Sát. Từ một hot girl mạng, cô chuyển hướng thành công sang làm diễn viên. Sở hữu nét đẹp sang chảnh phù hợp với dòng phim hiện đại, nữ diễn viên sinh năm 1993 được đánh giá là khá phù hợp với các dạng vai nữ chính, xuất thân giàu có và kiêu kỳ. Tuy nhiên, Trương Dư Hi hy vọng thời gian tới bản thân sẽ có cơ hội được thể hiện trong nhiều dạng vai khác nhau, chứng tỏ được thực lực của mình với khán giả. Vậy còn đối với bạn thì bạn có đồng ý với nhận định trên đây hay không? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới comment nhé. Chúng mình là Top Sao Hoa và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.